Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế Giới Hoàn Mỹ. Ở tập trước, đám người Thạch Hạo đã lên thuyền để đi tới Kim Ô cổ tộc. Hồng Hoàng thắc mắc, đời trước nghe nói cậu đi Bất Lão Sơn, không phải đến đó làm khách hay sao? Sao lại ra ngoài nhanh như vậy? Thạch Hạo không đem mấy chuyện đã xảy ra tại Bất Đoạn Sơn nói ra mà chỉ viện một cái lý do, nơi đó rất nhàm chán, ở ngán rồi nên ra đây. Triệu Khải nhanh chóng xen vào cuộc nói chuyện, hắn không tin Bất Lão Sơn dù gì cũng là bất hủ đại giáo, có thể để cho cậu tùy ý ra vào sau. Chưa vào đến cửa thì đã bị đánh ra rồi, Thạch Hạo cũng mỉm cười, cách nói của hắn đúng là rất hài hước đó. Nói tới đây, con thuyền cũng sắp tới đích, trước mặt bọn họ là một gốc cây có tên là Thái Dương Thần Thụ. Tuyền Minh liền yêu cầu tăng tốc thuyền qua đó, càng tiến lại gần, lá bàn trên tay Triệu Khải càng bị quấy nhiễu, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng nữa. Mây mù đột nhiên kéo tới che khuất tầm nhìn, không khí trông vô cùng u ám, kèm theo đó là sự xuất hiện của một chiến thuyền rách nát cổ xưa. Thạch Hạo lập tức lấy dây trùng đồng dò xét và phát hiện trên chiếc thuyền kia là thuyền quỷ, trên thuyền toàn là thi hài. Cảm thấy không ổn, Tuyền Minh liền yêu cầu đổi hướng thuyền. Vậy nhưng tên kia còn chưa kịp làm chuyện đó thì đã bị một sợi xích từ rừng xuất hiện khóa chặt la bàn lại. Pháp khí bị vô dụng nên hắn ta cũng vô dụng theo. Ngay sau đó thuyền địch phóng ra thêm nhiều sợi xích khóa chặt thuyền của phe ta. Thạch Hạo thấy vậy liền rút kiếm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Rất nhanh, một bộ thi hài cũng lao tới tấn công. Mục tiêu đầu tiên nó hướng tới là nữ tử Linh Xuân. Vì quá bất ngờ, lại chưa có sự chuẩn bị nên Linh Xuân không kịp phản công. Đến khi nhận ra bản thân gặp nguy hiểm thì đã quá muộn rồi. Thạch Hạo kịp thời phát hiện nên tiếp tục đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, vung kiếm chém nát bộ thi hài kia. Điều này làm cho Linh Xuân cũng có chút động tâm. Ngay sau đó lại xuất hiện thêm nhiều kẻ địch nữa. Bọn chúng ồ ạt lao lên thuyền, cả đám thấy vậy liền chuẩn bị chiến đấu, tên nào lại gần đều bị đánh tan xác. Trong khi đó, Triệu Khải thì chật vật bị dây xích càng lúc càng cuốn chặt, hoàn toàn không thể gỡ nó ra. Đột nhiên một bộ thi hài lao về phía hắn, may mắn là Linh Xuân kịp thời hỗ trợ. Vì chiêu thức đi qua ngay cạnh đỉnh đầu nên tóc của hắn suýt bốc cháy. Tuy được cứu mạng, vậy nhưng hắn lại tỏ vẻ tức giận, may mà hắn mạng lớn chưa bị đánh trúng. Bây giờ việc cấp thiết là sửa lại la bàn để tìm định vị rồi truyền tống, nếu không dù là dịch chuyển thì cũng không thể sử dụng an toàn được. Hắn ta cho biết sửa chữa pháp khí không thể phân tâm nên muốn Linh Xuân đứng đó bảo vệ. Thạch Hạo nhận ra đứng chỗ này không thể giải quyết được sợi xích đó, muốn phá hủy thì phải giải quyết nơi phát ra. Chật vật một hồi cũng giải quyết được đám lâu la, nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi dưỡng sức thì bầu trời lại đột nhiên có dị tường, ngay sau đó là vô số chiếc thuyền ma xuất hiện. Điều này làm cho cả đám bất ngờ không thôi, mỗi chiếc đã khó giải quyết, giờ lại chui ra thêm mười mấy chiếc đúng là chết chắc. Trong tình thế nguy hiểm này, Thạch Hạo vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cậu lên tiếng yêu cầu Triệu Khải chăm chú nhìn la bàn. Khi dây xích bị phá mở thì lập tức định vị, nhiệm vụ dịch chuyển được giao cho Tuyền Minh. Những người khác thì sẵn sàng chuẩn bị trì viện, còn bản thân cậu thì sẽ làm một nhiệm vụ cao cả là lật ngược tình thế. Nói rồi, cậu trực tiếp lao ra khỏi thuyền giết địch, sau đó thăng tiến lao về phía thuyền đối thủ. Đập vào mắt cậu là một bộ thi hài đang làm phép. Từ điều này xem ra hiển nhiên là có người đang giỏi trò quỷ. Chỉ cần giết chết tên kia thì các sợi xích khống chế la bàn và chiếc thuyền sẽ bị phá vỡ. Cậu nhanh chóng lấy đà rồi tiến lên. Tuy nhiên, đúng lúc sắp chạm đến đối thủ thì đã bị một cánh tay giữ lại. Sau đó lại xuất hiện thêm nhiều cánh tay nữa, bọn chúng kéo Thạch Hạo xuống bên dưới. Thân thể Thạch Hạo dần dần chìm xuống. Cứ tưởng nằm chính lần này toi đời rồi, vậy nhưng hoàn toàn không. Trong thời khắc nguy hiểm, chỉ toàn có trên ngực lại đột nhiên lóe sáng. Lực lượng của nó quá mạnh, dễ dàng mở ra một khe hở giúp cậu thoát ra. Ra tới bên ngoài, Thạch Hạo liền không chần chừ nữa, cậu cầm theo kiếm lần nữa lao lên. Bọn chúng thấy vậy cũng vươn những cánh tay ra ngăn cản. Tuy không được chứng kiến kết quả, vậy nhưng có lẽ các bạn cũng dự đoán được. Trong khi đó, mười mấy chiếc thuyền quỷ vẫn càng lúc càng tiến lại gần đám người Hồng Hoàng. Dây xích vẫn chưa đứt, Triệu Khải tỏ rõ bộ mặt sốt ruột. Chẳng lẽ là Thạch Hạo đó đã chết rồi, không thể đặt hết hy vọng lên người tiểu tử đó, rồi tìm một phương hướng rời khỏi đây trước. Hồng Hoàng thì suy nghĩ khác, nàng tin tưởng Thạch Hạo, cậu ta vì cứu mọi người nên mới một mình xâm nhập vào đồn địch, sao có thể bỏ người lại chứ? Linh Xuân cũng có suy nghĩ giống nàng. Vừa mới nói dứt lời thì mấy sợi xích giữ chiếc thuyền liền bị phá hủy, chiếc la bàn hoạt động trở lại. Tuyền Minh lập tức lấy ra pháp bảo truyền tống, Hồng Hoàng thế vậy liền không quên khuyên ngăn. Thạch Hạo còn chưa về nên chờ chút nữa. Tuy nhiên, Triệu Khải lại quan tâm tới mạng sống của mình hơn. Từ đó lợi hại như vậy sẽ tự có cách thôi. Dù không muốn thì bây giờ cũng không còn cách nào khác. Phe địch tiếp tục tung ra thêm nhiều sợi xích. Giờ mà chậm trễ thêm một giây phút thì cơ hội rời đi càng thấp. Cho nên, Tuyền Minh liền vận sức vào pháp bảo, nó phát sáng rồi nhanh chóng kéo chiến thuyền lên khỏi mặt nước, vừa vặn tránh thoát được mấy sợi xích. Đám người Hồng Hoàng lo lắng nhìn xuống. Mọi thứ bây giờ đã bị đánh cho tàn hoang và chậm rãi chìm xuống dưới biển. Trong lúc còn thất vọng vì nghĩ rằng Thạch Hạo đã toi đời rồi, thì mặt nước đột nhiên sôi sục. Người gây ra động tĩnh đó không ai khác là Thạch Hậu. Cậu nhanh chóng lao lên trên. Mấy sợi xích cũng lao theo định kéo cậu xuống, may mà có Linh Xuân kéo người lên. Sau bao nhiêu lần vất vả thì cả đám cũng thoát khốn. Con thuyền tiếp tục di chuyển về phía trước, trong mấy chốc đã tới gần Thái Dương Thần Thủ. Ánh sáng từ nó tỏa ra vô cùng chói mắt, khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn trầm trồ. Tuyên Minh cho rằng đại cơ duyên nghịch thiên nhất định là ở trên ngọn cây. Bọn họ nhanh chóng xuống thuyền để đi bộ, tiến lại gần, mọi thứ vô cùng yên tĩnh, thật đúng là một vùng đất lành. Bọn họ dự định bắt cầu qua đó, Hồng Hoàng cảm thấy kỳ quái nên lên tiếng. Chu Khải nghe vậy liền muốn ra mặt thể hiện, nơi này núi xanh nước biếc, cực kỳ an toàn, có quái gì lại chứ? Hắn cầm cục đá lên rồi tiếp tục khoe khoang, nếu chư vị đã nhát gan, vậy thì hãy để hắn tìm đường cho mọi người. Nói rồi, hắn liền ném cục đá về phía trước. Ai ngờ bị dội lại đập vào mặt nằm lăn lóc. Từ điều này xem ra trước mặt bọn họ có cái giới, cụ thể là thần thụ này thay ngén sinh ra lực lượng của đại thế giới. Cần dùng tiểu thế giới làm chất xúc tác mới có thể mở ra. Trác Vân cảm thấy tiểu thế giới rất quý, vậy nhưng cũng không đến nỗi không tìm được, không ai lại mang trên người chứ. Linh Xuân chủ động lấy ra một món bảo cụ, tuy không quá chân quý vậy nhưng có lẽ có thể mở ra cấm chế. Nàng chậm rãi tiến lên định thư một phen, đâu biết rằng trong lúc Linh Xuân tiến lại kết giới thì một nhánh cây gần đó bất ngờ di chuyển. Thạch Hậu nhận ra sự dị thường nên nhắc nhở nàng đừng qua đó. Linh Xuân định quay lại hỏi thầm, vậy nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị tấn công, bị một nhánh cây đâm xuyên qua thân thể, tiểu thế giới trên tay rơi xuống. Thạch Hậu lập tức lao lên cứu người, đối phương cũng phản ứng nhanh, vô số rễ cây mọc lên ngăn cản đẩy Thạch Hậu lui về sau. Sau đó gốc cây ở bên cạnh cũng lộ mặt, không ngờ đây lại là thiết huyết cổ thụ Tôn Gia Cảnh. Lão ta cảnh cáo, một đám con hít miệng còn hơi sữa mà cũng dám tới đây tranh giành đại đạo cơ duyên. Lam Vũ vô cùng tức giận, thật là cường giả cấp bậc Tôn giả lại dùng loại đánh lén vô sỉ như vậy. Lão ta cầm lấy tiểu thế giới cắn nuốt rồi yêu cầu mọi người ngoan ngoãn cho thành vật hy sinh, giúp lão tìm được tạo hóa đi. Thạch Hậu phẫn nộ, món nợ máu này phải trả bằng máu. Tuyên Minh cũng hô hào mọi người cùng nhau lao lên đánh hội đồng. Đáng tiếc là thực lực lão già này quá mạnh, còn chưa kịp lao đến thì đã bị chặn lại bên ngoài. Chỉ riêng Thạch Hậu là xông qua được và có cơ hội giao thủ với thiết huyết cổ thủ, vậy nhưng không làm gì được. Lão cho biết, đứng trước thực lực tuyệt đối thì bất cứ thủ đoạn gì cũng đều vô ích. Thạch Hậu không bỏ cuộc, cậu lấy ra bảo thuật, rồi lại đến thần kích đánh về lão ta. Hai người giằng co khốc liệt, cậu quay đầu lại yêu cầu mọi người đem pháp lực dồn vào trên người mình, trợ giúp phá vách chắn này. Mọi người lập tức làm theo, có sự hỗ trợ đó, thực lực Thạch Hậu tăng lên nhanh như diều gặp gió, dễ dàng chèn ép đối thủ rồi lao lên vùng một kích tiễn gốc cây về đất mẹ. Trước khi ngã xuống, lão vẫn kịp thời lên tiếng nói chuyện với mấy kẻ khác. Bọn họ vì sao vẫn chưa ra tay, lẽ nào là muốn ngồi ngư ông đắc lợi hay sao? Vừa mới dứt lời thì phía xa đã phát ra động tĩnh, kèm theo đó là vài thân ảnh xuất hiện, tất cả đều là Tôn giả. Điều này làm cho Thạch Hậu cũng lo lắng, bọn họ đứng ở chỗ gần thế này mà lại không phát hiện ra, như vậy xem ra tu vi mấy lão già kia đúng thật là cao thầm. Cậu lấy ra thế giới bảo hợp, rồi yêu cầu mọi người câu giờ giúp mình. Rốt cuộc thì Thạch Hậu định làm gì, tất cả sẽ được giải đáp trong tập sau nhé. Còn tập này tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!